Xin chào em, chào mừng các em quay trở lại môn giải tích. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xét cái phần tính tích phân bằng phương pháp đổi biến. Tức là trong buổi trước chúng ta đã sử dụng phương pháp thứ nhất, tính tích phân bằng phương pháp biến đổi, tức là sử dụng các tính chất nguyên hàm của một tích bằng nguyên hàm của tổng, tổng nguyên hàm hiệu, hiệu nguyên hàm, có thể đưa hàng số ra một ngoài thử thức, rồi sử dụng các công thức biến đổi lượng giác, vân vân. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ xét phương pháp thứ hai là tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số. Ở đây phương pháp đổi biến thì chúng ta có hai dạng. Một là chúng ta có một cái hàm đặt u là hàm của x, và thứ hai là x sẽ đặt là một hàm của t. Thì một số cái nhận xét dạng chính là như thế này, ví dụ như là đặc biệt là cái dạng bài số 2. Dạng thứ hai, ví dụ như căn bậc 2 của a bình trừ x bình thì chúng ta sẽ đặt trị tuyệt đối của a nhân với sin t, hoặc là trị tuyệt đối a nhân cos t bằng a bằng x. Còn căn bậc 2 của a cộng x bình chúng ta sẽ đặt x bằng trị tuyệt đối của a nhân với tan t, hoặc là trị tuyệt đối của a nhân với cos tan t. Còn trong trường hợp ngược lại là căn bậc 2 của x bình trừ a bình thì chúng ta sẽ đặt ngược lại, đặt x bằng trị tuyệt đối của a nhân với sin, chia cho sin của t. Sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng bài số 3. Nếu như bài này thấp thì chúng ta có thể khai triển nhị thức dưới dạng áp dụng khai công thức khai triển nhị thức Newton, và chúng ta có thể tính được dễ dàng. Thì cái năm lớp 12 mình người ta chưa dám cho các câu kiểu này, tức là khai triển nhị thức Newton cộng với lại áp dụng tích phân nữa, thì không dám cho cái đấy vào phần trắc nghiệm, vì ở trên lớp không đầu tư kỹ vào này. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu A, câu đơn giản nhất. Bây giờ nếu như chúng ta dùng nhị thức Newton mà chúng ta khai triển cái 1 trừ x tất cả mũ 19 này ra thì nó cũng rất là vất vả, sau đó thì chúng ta không viết gọn lại được. Áp dụng mà có viết là gọn lại thì nó cũng rất là khó khăn. Thế thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ, đấy là cái phức tạp nó lại nằm ở cái này. Nếu khai triển nhị thức Newton phức tạp, thế thì mình sẽ đặt t bằng 1 trừ x, lấy vi phần 2 về thì dt sẽ bằng 1 trừ x tất cả phẩy nhân dx, tức là bằng trừ dx. Như vậy là dx sẽ bằng trừ của dt. Thì bây giờ chúng ta mới xem 1 trừ x tất cả mũ 19 thì là t mũ 19, dx sẽ là trừ dt, rồi x thì chúng ta chuyển vế sang
x sẽ bằng 1 trừ d. Rồi, đổi biến đổi cận nữa, tức là trong trường hợp x mà bằng 0 chúng ta thay vào thì t sẽ bằng 1, mà x bằng 1 thay vào t sẽ bằng 0. Như vậy ứng là 0 1, bên này là 1 0, tương ứng cái chỗ này là phải tương ứng cái chỗ này, tức là x bằng 0 t bằng 1, x 1 t bằng 0. Các bạn cứ viết ngược lại từ nhỏ đến lớn là các bạn sẽ sai. Nhưng mà khi chúng ta đổi cận trên và cận dưới cho nhau thì kết quả nó sẽ là bằng dấu trừ, và dấu trừ ở đằng trong này nữa đưa ra thì sẽ lại thành cộng. Như vậy nó sẽ ra nguyên hàm từ phân từ 0 đến 1 của 1 trừ t nhân với t mũ 19 dt. Như vậy ở đây chúng ta là từ 0 đến 1 t mũ 19 trừ dt mũ 20 dt. Nguyên hàm của t mũ 19 là t mũ 20 trên 20 trừ dt mũ 21 trên 21, có thể thay cận từ 0 đến 1 luôn, từng cái một. Thay 1 vào thì nó bằng 1 phần 20, mà thay 0 vào thì bằng 0, 1 phần 21, không. Kết quả 1 phần 20 trừ 1 phần 21 bằng 1 phần 420 sau đấy. Đấy, đấy là bài dễ nhất quả đất. Được chưa? Nếu không áp dụng cái này mà chúng ta khai triển theo những thức Newton thì chúng ta sẽ phải rất vất vả để chúng ta viết quả lại cái biểu thức đó. Đấy là câu A. Bây giờ câu B. Câu B thì về mặt lý thuyết chúng ta xuất hiện là 1 cộng x bình, thì mình có thể đặt x bằng tan của t. Tuy nhiên trong bài này chúng ta lại phát hiện ra một chi tiết là cái ở ngoài ấy, ở trên tử ấy, thì nó là x mũ 3. X mũ 3 được tách ra thành x bình phương nhân x, cho nên là cái này là đánh máy thiếu chữ D. Cho nên là chúng ta sẽ đặt xu hướng chung là chúng ta sẽ đặt ở dưới mẫu chứ không ấy khi ấy. Trên tử đặt t bằng 1 cộng x bình phương. Thì với cách đặt như thế này thì chúng ta sẽ được là dt bằng 1 cộng x bình tất cả phải. Chúng ta lưu ý bài ngày hôm nay và mấy bài hôm trước là sẽ nằm ở trong chương trình bài kiểm tra cuối cùng ở trong thứ bảy tuần sau. Tuần này đang là tuần 7 đúng không? Tuần sau chúng ta sẽ làm bài kiểm tra cuối cùng chốt hạ. Thì những bạn nào mà làm bài kiểm tra số 1 và số 2 kém, trắc nghiệm tiếp, vẫn đang theo cái kịch bản chúng ta có thể thi trắc nghiệm. Chúng ta luyện là cả tự luận và chuyện cả trắc nghiệm rồi, đúng không? Thi kiểu gì ta chiều kiểu đấy. Tất nhiên bài kiểm tra số 2 thì điểm của các em cũng khá cao. Một lý do một phần là chúng ta rơi vào chương trình chúng ta học từ hồi lớp 11. Thì sắp tới đây thì bài kiểm tra số 3 thì nó sẽ rơi vào nguyên hàm tích phân, hàm đạo hàm cấp cao, rồi hàm đa biến, hàm đa biến có tính liên tục, rồi tìm giới hạn, rồi đạo hàm, rồi khai triển Maclaurin, khai triển Taylor, khai triển đa thức. Thì tất nhiên là nó sẽ phức tạp hơn so với cái bài kiểm tra số 2 rất nhiều. Nhưng tại sao bài kiểm tra số 2 nó lại dễ dàng như thế? Thì tất nhiên là cũng theo ý của thầy là thầy để cái bài số 2 chúng ta phấn khởi làm, mà chúng ta cũng bắt đầu quen dần. Khi chúng ta bắt đầu quen dần thì chốt hạ của chúng ta sẽ là bài số 3. Và nội dung của nó thì phức tạp nhiều hơn, thì có thể cái số câu nó sẽ tăng lên, cái đó cũng tùy. Bây giờ chúng ta đặt như trên thì ta được là như vậy. Và đây chúng ta sẽ ra được là 2x dx. Thế thì mình sẽ rút ra, mình sẽ rút ra được là x dx sẽ bằng 1 phần 2 của dt. Đây, chúng ta nhìn chỗ này nhé, đây là x mũ 3 nhé. X mũ 3 dx nó sẽ tách ra thành x bình. Nó sẽ tách ra thành x bình nhân với x dx.
Đây này, x mũ 3 dx sẽ tách ra thành x bình nhân x dx. Thế thì cái x bình ấy, x bình thì chúng ta sẽ được là 1 trừ t. Thế còn x dx thì sẽ là dt, 1 phần 2 dt. Đây, đây. Như vậy ở cái trên tử ta xử lý xong. Thế còn ở dưới mẫu của chúng ta là 1 cộng x bình tất cả mũ 3 thì nó sẽ là t mũ 3 thôi. Như vậy là chúng ta đổi cái phức tạp từ dưới mẫu số lên trên tử số, và cái việc thực hiện tiếp theo là làm giống như dạng 1, là sử dụng phương pháp biến đổi. Ở đây chúng ta còn lưu ý một chi tiết là chúng ta còn phải đổi cận. Thì tại sao vừa nãy tao chưa viết để chúng ta xem là cái cách đạt đấy nó dẫn tới cái sự kiện gì. À, chưa. Bây giờ nó cũng tương tự như thế, tức là đổi biến đổi cận x bằng 0 thì chúng ta thay vào đây, chúng ta sẽ được t bằng 1. Mà x bằng 1 ta thay vào t bằng 2. Và như vậy cận đây là từ 1 đến 2. Đấy. Đổi biến đổi cận. À, như vậy cái ở đằng sau á, thì chúng ta sẽ được là bằng 1 phần 2 lấy 1 chia cho t mũ 3 thì là t mũ trừ 3. Còn lấy t chia t bình mũ 3 thì là t mũ trừ 2. Chúng ta viết thế này để chúng ta dễ tìm nguyên hàm. Trong buổi trước chúng ta đã học cái công thức nguyên hàm của x mũ alpha dx. Nói nguyên hàm chứ. Thì nó bằng x mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 cộng với c. Ở đây là alpha khác trừ 1. Thế mình áp dụng vào trong bài này thôi. Áp dụng vào trong bài này. Tích phân nó cũng tương tự, nhưng nó sẽ đổi bỏ cái c đi và chúng ta thêm cận vào. Thì như vậy áp dụng cái kết quả kia chúng ta sẽ được là 1 phần 2 nguyên hàm của t mũ 3. T mũ trừ 3 thì sẽ ra là T mũ trừ 3 cộng 1 là mũ trừ 2 chia cho trừ 2, cận từ 1 đến 2. Rồi tương tự như vậy nguyên hàm của T mũ trừ 2 thì T mũ trừ 2 cộng với 1, như vậy T mũ trừ 1 chia cho trừ 1, cận từ 1 đến 2. Rồi có đóng bằng ngoài. Em thầy cái x bình em trở lại bằng T trừ 1. Phải kiểm tra lại xem t trừ một. Ủa đúng rồi đấy, sướng quá, viết nhầm rồi đấy. T trừ một chứ không phải là một trừ d. X bình là t trừ một đúng không? Nhầm dấu trừ. T trừ một. T trừ một thì ở đây dấu nó thế này. Đấy, sơ ý nhầm dấu cái là học. Có thể người ta không hỏi toàn bộ đáp số mà người ta hỏi là giả sử ta đặt như này thì ta được sẽ cái này nó bằng cái gì? Nó không yêu cầu chúng ta đi tính mà nó hỏi là giả sử ta đặt t bằng 1 trừ x, à 1 cộng x bình phương thì khi đó cái tích phân này nó sẽ bằng cái gì trong các tích phân sau đây. Đấy, ý của em cũng là một cái nảy sinh ra cho chúng ta sẽ một cái câu trắc nghiệm. Ví dụ cái câu trên nó có thể chuyển thành câu hỏi là nếu như ta đặt t bằng 1 cộng x bình thì cái này nó sẽ bằng cái nào trong các nguyên hàm trong các tích phân sau đây. Thì một trong cái đó chính là cái mà chúng ta vừa viết xong từ 1 đến 2. T trừ 1 chia cho T bình phương 1 phần 2. Và tất nhiên là một số thủ thuật nữa để biến đổi bỏ đi. Rồi, thế thì như vậy chúng ta sẽ để ý lại dấu. Chỗ này sẽ là trừ, chỗ này sẽ là cộng. Các em tự tính nốt đi. Mũ trừ là đẩy xuống dưới mẫu. Như vậy bằng 1 phần 2 trừ trừ thành cộng 1 trên T bình cộng trừ trên T cận từ 1 đến 2. Rồi, tự thay số vào. Đấy. Đấy là câu B. À, rất là dễ dàng. Chúng ta phải luyện tập nhiều chúng ta mới biết được. Bởi vì sao chúng ta phải luyện tập? Bởi vì người ta có thể hỏi như câu hỏi thầy vừa nói. Người ta không yêu cầu chúng ta tính. Người ta bảo là đặt T bằng như này thì vậy nguyên hàm nó sẽ, tích phân này nó sẽ bằng cái nào trong cái sau đây. Thế nhưng mình học cách máy móc, mình chỉ bấm máy theo kiểu phương pháp bấm máy cho nó quen rồi. Các thầy ở trên mạng dạy chúng ta cái kỹ thuật bấm máy, tất nhiên thầy không phản đối, nhưng nó có những cái câu nó chống Casio, tức là anh bấm máy không giải quyết được cả nếu anh không biết phương pháp giải. Rồi bây giờ câu thứ ba, câu C thì cũng sẽ được làm tương tự như câu trên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm câu D. Câu C các bạn tự làm câu D nha. Câu D mình sẽ làm thế nào?
cái môn giải tích này thì ra đề trắc nghiệm nó cũng dễ hơn là môn đại số tuyến tính. Môn đại số tuyến tính ra đề trắc nghiệm người ta hay ra đề trắc nghiệm về lý thuyết nhiều hơn. Môn giải tích này nó ngoài câu trắc nghiệm lý thuyết vẫn có thể trắc nghiệm về bài tập. Các em phải lưu ý là có thể là có bài kiểm tra cuối cùng có thể kiểm tra lý thuyết nữa. Người ta có hỏi ví dụ như là lưu định nghĩa đạo hàm tại một điểm đúng không ạ? Thì người ta sẽ đưa ra cho chúng ta bốn cái. Trong bốn cái đấy thì có một cái đúng. Ví dụ lưu định nghĩa đạo hàm tại một điểm hay là lưu định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm để đưa ra. À, xin mời Đỗ Khánh Duy câu D chúng ta sẽ đặt cái gì? Có. Ừ, câu D mình sẽ đặt cái nào? Em đặt căn 2x cộng 1 bằng x t ạ. Rồi, tốt lắm, chúng ta cùng nhau làm luôn đấy nhé. Em chọn đặt thế là đúng đấy. Thầy tin rằng các em chơi quý nghe giảng thì các em sẽ qua môn này nó rất là đẹp thôi. Và sau này nó là nền tảng để chúng ta học tiếp môn giải tích 2. Môn giải tích 2 thì thầy cũng chưa xem kỹ giáo trình nên là sang năm học mới thầy nhóm 2 là thầy chưa đăng ký dạy. Nhưng mà có khả năng đến nhóm 3 thì sẽ đăng ký học nghề như dạy giải tích 2. Giải tích 2 thì nó kỳ công hơn. Còn cái giải tích 1 thì nó thầy đọc tài liệu tiếng Nga thầy hiểu hết rồi. Bây giờ dạy các em học vấn đề đơn giản. Nhưng mà vấn đề là giải tích 2 thì nó cần phải phương pháp. Nó giải tích 2 nó nhẹ hơn giải tích 1. Cứ qua được giải tích 1 thì là giải tích 2 chúng ta sẽ qua tốt thôi. Đấy, như vậy cái câu D ở đây là bạn đã nói là đặt T bằng căn bậc 2 của 2x cộng 1, nhớ là đổi biến đổi cận. Tuy nhiên khi đặt căn này thì chúng ta đừng lấy vi phân luôn mà hãy đem bình phương lên. T bình phương thì bằng 2x cộng 1 đổi biến đổi cận x 0 1 x bằng 0 mình thay vào thì t bằng căn 2 của 1, còn x bằng 1 mình thay vào thì nó là căn 2 của 3 đổi biến đổi cận. Rồi ở trên này chúng ta lấy vi phân hai vế. Thì đã nhắc lại là đối với bài trắc nghiệm thì nó có thể có những câu hỏi không phải là tính toán mà có thể nó hỏi là đặt, khi đó nó sẽ là tích phân từ đâu đến đâu lại không biết được, có khi nó giống biểu thức nhưng lại sai cận, có khi nó giống cận nhưng lại sai biểu thức. Đấy. Đó là rất nguy hiểm. Thế thì mình cứ làm nhiều thì mình sẽ quen thôi. Bên trái lấy vi phân sẽ là 2t dt, còn bên phải lấy vi phân thì nó sẽ là 2dx. Vì sao? Bởi vì cái bên này mà đạo hàm theo x thì nó bằng 2 mà. Như vậy dx chúng ta sẽ rút được ra là dx bằng t dt. Dx bằng t dt, mình cứ thay từ từ nhé. Không đi đâu vội cả. Mình cứ thay từ từ này. X dx này thì mình thay bằng t dt này. Ô đâu từ từ nhầm. Dx bằng mỗi cái này thôi. Dx của chúng ta nhìn này, dx là bằng t dt đúng chưa? Mỗi dx thôi nó là t dt rồi. Thế còn cái con x này thì đây chúng ta nhìn đây, chúng ta rút ra thì nó là t bình trừ 1 tất cả trên 2. Nó chuyển về, bao giờ nó cũng chuyển về được cái dạng là na thức, là phân thức. Nhưng mà ở dưới mẫu thì nó rất là gọn. Thế còn ở dưới mẫu là căn bậc 2 của 2x cộng 1 thì nó là t cận từ 0 đến 1. Bên này sẽ là cận từ 1 đến căn 3. Và rất là nhẹ nhàng. Và t trên t dưới giải nước chúng ta tính được dễ dàng đúng không? Các em tự làm tiếp. Đấy, thế là xong câu D, quá dễ dàng. Ok,
Bây giờ xin mời chúng ta tự tính tiếp. Rồi, câu E và câu F giải nhìn qua thì trông nó giống giống nhau, và đúng là nó giống nhau thật. Hai câu này cách giải giống nhau. Chúng ta sẽ giải bằng một trong hai cách. Cách thứ nhất là theo quen thuộc giống từ nãy giờ, là chúng ta sẽ đặt T bằng căn bằng 2 cộng 1 trừ x bình. Thầy giáo dạy em phải kết hợp cả cái giáo giáo lý thuyết dạy nữa. Thầy dạy lý thuyết là thầy người sẽ ra đề. Thầy ra đề thì nó có những cái câu hỏi nó rất là trừu tượng. Đừng có tập trung vào học mỗi giờ trong giờ lý thuyết, trong giờ bài tập. Đến lúc đi thi mà rơi vào giờ lý thuyết là chúng ta lại học kết hợp cả hai thầy với nhau. Đối với câu E, chúng ta sẽ có hai cách đặt. Cách đặt thứ nhất là chúng ta đặt T bằng căn bậc 2 của 1 trừ x si bình, rồi đem bình phương hai vế lên. T bình phương sẽ bằng 1 trừ đi x bình, rồi sau đó lấy vi phân hai vế. Vi phân hai vế thì chúng ta hình dung đây chính là giống như y đấy. Đi thì nó bằng 2t dt, còn ở bên phải thì là trừ 2x dx. Hiểu nó rồi thì ta xóa cái t này đi. Đấy. Thế bây giờ mình sẽ ăn được là như vậy là x dx sẽ bằng trừ t dt. Như vậy chúng ta ngắm kỹ là cái x này. Đấy. Tí là biết đổi cận là xong. Cái đầu cái cuối nhá, chúng ta sẽ viết ra thành như thế này là căn bằng 2 của 1 trừ x bình nhân x dx. Đấy, có nhiều bạn không có cái tính liên hợp, cứ phải viết bên cạnh nhau nhìn ra. Đổi cận quên rất nguy hiểm. X thì bằng 0 thay vào thì t bằng 1, mà x thì bằng 1 thay vào thì t bằng 0. Mình cứ làm từ từ nhé. Đấy. Thế thì cái này thì mình đặt bằng t, đúng rồi. Anh này thì là trừ đi t dt, rồi viết cận vào, cứ từ từ không đi đâu mà vội. Nhưng mà anh này thì loại chạy từ 1 đến 0. Ồ dễ thế à? Ồ tôi chết rồi. Dễ quá. Xong rồi. Tự tính đi. Cái này thì nó ra là lại đổi đầu cuối nữa. T mũ 3 trên 3. Cận từ 0 đến 1. Tính rất dễ dàng. Đấy là cách làm thứ nhất. Cách thứ hai là giống như ở trên, khi xuất hiện một căn bậc 2 của 1 trừ x bình thì người ta có thể sử dụng phương pháp lượng giác. Đó là chúng ta sẽ đặt, có khi đặt lượng giác thì có thể phải đặt hai lần, đặt t, đặt x bằng sin của t. Đối với sin thì t nó sẽ thuộc vào từ trừ vi trên 2 đến pi trên 2 để đảm bảo nó quét từ âm 1 đến dương 1, quét đủ cái giá trị. Sau khi đặt xong như thế này thì chúng ta sẽ có được là x t
Nếu x thì bằng 0, chúng ta thay vào là sin của t bằng 0. Thì t bằng 0. Mà nếu mà x bằng 1, chúng ta bấm shift sin 1 bằng, thì nó sẽ ra pi trên 2. Như vậy cận của nó sẽ là từ 0 đến pi trên 2. Tiếp tục nữa là chúng ta để ý là dx sẽ bằng cos t dt là 1. Thứ hai là căn bậc 2 của 1 trừ x bình sẽ là căn bậc 2 của 1 trừ sin bình x căn sin bình t, thì là căn bậc 2 của cos bình t. 1 trừ sin bình là bằng 1 bằng cos bình mà. Như vậy là bằng trị đối với cos t. Nhưng vì với t thuộc vào từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2, t thuộc vào cái cung phần tư thứ nhất và thứ tư, thì cos của nó là dương, cho nên là cái cos của nó chính xác là dùng từ không âm. Cos t. Như vậy chúng ta sẽ có được là x nhân với căn bậc 2 của 1 trừ đi x bình đế, nó sẽ ra là cái x ý, thì nó sẽ ra là sin t. Cái này thì mình ra được là cos t. Cái dx thì mình ra là cos t dt tiếp. Đấy. Như vậy là mình sẽ ra được cái này là tích phân từ 0 đến 1. Cái này là tích phân từ 0 đến pi trên 2. Như vậy là đang từ căn chuyển một phát sang lượng giác. Và đang từ lượng giác thì chúng ta đã học được cái phương pháp cũng đổi biến rồi. Tất nhiên nếu như các em thạo thì các em không cần phải đổi biến. Chúng ta sẽ nhìn như sau. 0 đến pi trên 2 cos bình phương t sin t dt. Ở đây là cos mũ lẻ, cos mũ chẵn sin mũ lẻ. Chúng ta có thể đặt u bằng cos của t, u bằng cos t, lại thêm bước nữa. Hoặc là không cần đặt mà biết rằng là d của cos x, d của cos t thì sẽ bằng trừ sin t dt. Đây, như vậy cái này chúng ta sẽ viết là trừ tích phân từ 0 đến pi trên 2 cos bình phương t d của cos t. Như vậy nó có dạng là u bình du, nguyên hàm của nó sẽ là u mũ 3 chia cho 3. Đấy, như vậy chính là cos mũ 3 của t cận từ 0 đến pi trên 2. Mình thay 0 vào thì cos của 0, thay pi trên 2 vào thì cos mũ 3 của cos trừ đi cos mũ 3 của 0. Cos mũ 3 của pi trên 2 thì bằng 0, mà cos mũ 3 của 0 thì bằng 1. Như vậy kết quả đây bằng 1/3. Đấy. Như vậy là cái bài câu hai câu còn lại là chúng ta có thể sử dụng hai cách. Thì cách 1 thì nó dễ hơn, nó ngắn hơn. Trong khi đó cách thứ hai là chúng ta làm toát hết mồ hôi. Hai cách đều hay cả, nhưng mà cách thứ hai thì phải làm đổi biến hai lần, hoặc là sử dụng một cái phương pháp là đưa nó vào trong, giấu đi một một lần đặt nguyên hàm, một lần đặt đổi biến phụ. Rồi, khuyến khích chúng ta dùng cách 1. Cách 2 là chuẩn bị mở ra sang một cái bài khác. Ví dụ như trong bài này mà ở bên ngoài nó chỉ cần là x bình thôi thì là dùng cách 1 không làm được nữa. Chắc chúng ta chưa hiểu ý thì nó nói. Thầy giáo đang nói rằng là nếu như cái bên ngoài mà nó là x bình phương thì cái phương pháp là cái giải theo cách 1 bất lực. Đây ạ, chỉ cần như thế này thôi thì là đố giải được theo cách 1. Đố giải được theo cách 1, chúng ta sẽ không thể giải theo cách 1 được nữa. Chuyện lúc đó bắt buộc phải giải theo cách 2. Đấy là lý do một bài mà thầy giáo phải chữa. Bài này thì nó phải chữa cả hai cách để các em linh hoạt và các em xử lý.
Như vậy nếu như cái bài mà trước mặt của chúng ta rõ ràng là cách một chúng ta sẽ không làm nữa, bởi vì ở bên ngoài x bình phương chúng ta không tách được theo là theo nếu tách x bình phương thì theo cái t thì được, nhưng mà nó lại hở ra cái dx bằng cái gì thì nó sẽ không được. À, đấy, đó chính là lý do thầy phải chữa cho các em hai cách để sau này các em linh hoạt nhớ. Bên ngoài mũ lẻ thì chúng ta dùng được cả hai cách, nhưng bên ngoài mũ chẵn thì chỉ có cách thứ hai mới xử lý được. Cho nên là ở đây là chúng ta phải ghi chép cẩn thận. Thì học online nó cũng có cái nhược điểm, cho nên là chúng ta phải xem đi xem lại cái cách kỹ thuật biến đổi để dạy, và sau đó phải bắt chước vào bài tập tương tự cẩn thận tỉ mỉ. Và tại sao chúng ta phải tỉ mỉ kể cả thi trắc nghiệm? Vì lý do là người ta có thể hỏi, không hỏi đa số, người ta hỏi đặt như thế này thì nó bằng cái gì. Thế nhưng mình không biết cách biến đổi là mình coi như là hỏng, đúng không? Không giải được. À, đấy là 6 cái ý đầu tiên. Thì tiếp theo thì là ý GHIKLM. Thì quá trình làm cũng tương tự, tuy nhiên là người ta thường làm đặt ở dưới mẫu. Dưới mẫu thì nhưng mà riêng cái chỗ này thì có một số bạn nó học, các bạn mà học ở trường chuyên người ta sẽ đặt t bằng x cộng với căn bậc 2, à, logarithm của x cộng với căn bậc 2 của x bình cộng với 4. À, tuy nhiên chúng ta không học cái đấy thì chúng ta sẽ đặt t bằng căn bậc 2 của x bình cộng 4 và xử lý dần dần, cuối cùng nó cũng ra được kết quả. Chúng ta cũng sẽ đặt t bằng căn bậc 2 của 1 cộng x bình phương, và câu y sẽ là t bằng 1 cộng x bình e mũ x. Khi đó e mũ x ở trên tử thì chúng ta có thể tính được là d của t sẽ bằng e mũ x đấy, nó rất là nhẹ nhàng. Bây giờ mình sẽ làm câu l và câu m. Câu l và câu m thì cách làm nó gần giống nhau, cách đặt nó giống nhau. Sau này chúng ta nhìn cái đặc điểm nhận dạng của câu L, câu M để chọn ra cho nó phù hợp. Câu L và câu M thì thứ nhất là nó có loga lê pè, thứ hai là nó có cặn kẽ, nó không vấn đề gì. Nó có ở dưới mẫu là có 1 trên x, là phải đặt ra là cái 1 trên x ấy, nó liên quan đến gì? Đến đạo hàm của loga lê pè. Cho nên mình câu L và câu M cách giải nó giống nhau, đó là đặt t bằng căn bậc 2 của 2 cộng với loga lê pè của x, hoặc là đặt t bằng loga lê pè của x tùy. Nhưng mà đặt thế này sẽ bằng đặt hai lần mới ra được. Thì còn cách đặt thế này như là đem bình phương hai vế là t bình sẽ bằng 2 loga lê pè của x đóng ngoặc ngoặc dx, bên lấy vi phân hai vế bên trái là 2t dt, bên phải 2 đạo hàm bằng 0 loga lê pè đạo x bằng 1 trên x dx. À, như vậy chúng ta sẽ rút ra là dx trên x sẽ bằng 2t dt. Nhìn này, con này chính là 2t dt. Đổi cận nha. X mà bằng 1 thì chúng ta thay vào đây, à, len của 1 bằng 0 đấy. Như vậy là căn 2. Và với x thì bằng e, x bằng e, len của e bằng 1. Như vậy là chúng ta sẽ được là căn bậc 2 của 3. Đấy, bây giờ chúng ta thay từ từ nhé. Để ý cái đoạn biến đổi này đấy, nó liên quan đến, không biết các thầy khác ra đề thế nào, nhưng thầy ra đề thầy có thể không yêu cầu tính, thầy có thể hỏi là với cách đặt như này thì nó bằng cái gì. Để mình cứ thay từ từ. Đây thầy nó viết cái này vào cuối, thấy là dx trên x thì nó bằng 2t dt rồi, đúng không? Thế còn cái anh đằng trước này thì mình đặt bằng t,
cái này mình đặt T mà. Ôi thôi chết, nhìn bên trái sang bên phải, chết giả. Mắt thầy là một mắt cận, một mắt viễn, cho nên nó gọi là mắt lác. Nó nhìn bên trái lại xuyên sang bên phải. Nó là cái này. Ôi chết nào, thế biết thiếu đấy, hai lần. Cái này đúng chưa nào? Thế thì cái con này mình đặt bằng T này, thì còn cái con này. Còn đấy thì len của x thì chính là T bình trừ 2. Đây, chỗ này này, rút ra này, T bình trừ 2. Ở dưới là còn con 2 nữa. Cận từ 1 đến E. Cẩn thận nó nhầm. Nhưng mà căn 2 đến căn 3. Thôi, tự làm nốt đi. Đây nó sang đa thức. Đấy là lý do chúng ta phải học cái hàm đa thức trước. Rồi đến hàm phân thức, rồi đến với học hàm phức tạp. Đây là chúng ta sử dụng phương pháp đặt. Thì nó đang từ nguyên hàm siêu việt, tích phân siêu việt trở thành tích phân siêu việt và vô tỉ, thì bây giờ nó sẽ chuyển thành tích phân hữu tỉ là trường hợp đặc biệt của đa thức. Đặc biệt của nó là trường hợp đa thức. Rất dễ dàng đúng không? Tự tính tiếp nhé. Thầy ơi, ơi sao nhầm dấu à? Cái đây các em phải kiểm tra kỹ nhé, thầy chỉ nói về phương pháp thôi nhé, biến đổi cẩn thận không em bị thầy tắt ạ. hả? Thầy bị tắt mic rồi. Cái câu quan trọng nhất thì không nói, nó hoàn toàn tự động, mình chả làm gì nó tự nhiên tắt mic đấy, được chưa? Mình phải biến đổi cẩn thận nhé. Phương pháp thì nó không vấn đề gì đấy, tại sao mình lại đặt cái câu L với câu M, cách làm nó giống nhau thì cái chìa khóa của nó nằm ở trong câu là bao giờ nó có dạng là dx chia cho x, dx chia cho x. Mình phải nhìn tinh đấy, mình mới dĩ ra cách đặt. Thế thì có nhiều bạn người đặt hai lần, bạn nào tinh thì có thể đặt một lần thôi, có bạn thì đặt t bằng log lim của x thì phải đặt ra hai lần nó mới xong. Cái này đặt một lần cũng xong, đặt nếu đặt t bằng log lim của x thì nó ra khác một chút, còn đặt t bằng căn bằng hai của log lim của x, căn bằng hai của hai cộng với log lim của x, nó sẽ ra một biểu thức khác, nhưng mà cuối cùng tính chung lại đa số nó cũng như nhau. Đấy là câu L và câu M. Thì ba cái câu N O P thì phương pháp giải nhìn chung là nó giống nhau. Chứ nhưng mà chúng ta phải sử dụng thủ thuật biến đổi một chút.
Đối với câu N, câu O và câu P thì chúng ta sẽ hạ bậc nó xuống thì nó ra ở dưới mẫu, nó sẽ dính như con cốt 2x, và vì vậy chúng ta sẽ đặt nó dính như cái cốt 2x, đặt cả mẫu cũng được. Vì cốt 2x đã hạ bằng 2 trừ 2 lần sin 2x cho nên nó lại xuất hiện cái tử số. Đấy. Bây giờ theo hướng dẫn qua câu N, câu O và câu P nhé. Trong lớp mình có một số bạn học rất là khá, thầy thì hy vọng rằng là có gì không hiểu thì các em có thể hỏi thêm các bạn này. Đây nó giống như nó đang học ở trong chương trình lớp 12 thôi. Tuy nhiên chương trình lớp 12 thì các thầy cô dạy là toàn luyện thi trắc nghiệm, cho nên là người ta không để ý đến cái đoạn kỹ thuật nhiều, đến cái kỹ thuật biến đổi. Cho nên đi như chúng ta làm đây, người ta lên đại học người ta hỏi theo kiểu phong cách khác, một cái là chúng ta là rất nguy hiểm. Cho nên là chúng ta phải hiểu được bản chất thì người ta hỏi kiểu gì, trắc nghiệm hay tự luận chúng ta cần được hết. Thì xuất phát từ cái công thức là công thức hạ bậc sin bình x thì sin trừ cos cộng nhé, 1 trừ đi cos của 2x tất cả trên 2, rồi cos bình phương x thì bằng 1 cộng với cos của 2x tất cả trên 2. Công thức này người ta gọi là công thức hạ bậc. Thế thì sin bình cos bình này đều đưa được về cos 2x, và cos 2x đạo hàm thì nó ra bằng trừ 2 sin x. Đấy, cho nên nó lại xuất hiện ở trên tử. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy. Đó, nhìn tinh làm tinh phát hiện nó ra. Được chưa? Đấy, sau đó chúng ta áp dụng vào cái câu O và câu P, nó dễ hơn trước, chúng ta sẽ cân trước. Được chưa? Chúng ta lắp vào câu O với câu P thì nó rất là đơn giản.
nhưng mà cái câu n nó phải đặt t bằng cả cái căn 2 đấy. Đường lối giải thì chỉ có nằm ở trên đây và sau đó đặt cả cái mẫu, đặt cả cái mẫu nhé. Thế thì còn cái ví dụ như cái ở ô ấy thì là cos cos x nhân với sin x, sin mũ 3 đấy thì chúng ta sẽ xử lý nào? Riêng cái con ở giữa thì chúng ta nhìn này là cos x nhân với sin bình sin mũ 3 x đấy sẽ tách ra thành như sau. Mình sẽ tách ra thành là sin x nhân cos x. Rồi, sin bình x. Thế thì sin x nhân cos x thì bằng 1 phần 2. Ở đây lại dùng công thức nhân đôi nữa. Sin 2x bằng 2 lần sin x cos x. Công thức này học hồi lớp 10 ạ. Như vậy là sin x sẽ bằng sin 2x sẽ bằng à sin x cos x sẽ bằng 1 phần 2 sin 2x. Tiện thì nói luôn để chúng ta biết đây là 1 phần 2 sin 2x. Thế còn đây dùng công thức hạ bậc ở trên là 1 trừ đi cos 2x tất cả trên 2. Do đó tiếp theo là chúng ta tự giải tiếp. Thế đấy, thế thôi. Đặt cả cái mẫu nha. Đặt cả cái mẫu. Sau khi biến đổi xong đặt cả cái mẫu đã lấy vi phân hai bên. Ví dụ cái mẫu của câu ô này thì là 1 cộng sin bình. 1 cộng sin bình x thì như vậy sẽ là 1 cộng với 1 trừ đi cos 2x tất cả trên 2. Như vậy là sẽ bằng 3 phần 2 trừ đi 1 phần 2 cos của 2x. Đấy, sau đó các em đặt t bằng cái này. Xong rồi lấy vi phân hai bên nhé. Tự làm tiếp. Đấy. Cả ba câu cách làm giống nhau. Chỉ có mỗi câu đầu tiên nó có căn thì biến đổi nó phức tạp hơn một chút. Đấy là gợi ý tiếp câu của câu 3. Sau đây thì chúng ta sẽ làm bài số 4. Thực ra là ở trong chương trình cái đổi số dạng 2 này là học từ hồi lớp 12 giải thế thôi, nhưng mà lên trên đại học thì chúng ta lại giải khác bởi vì chúng ta có công thức rồi. Thầy giáo sẽ nhắc lại mấy cái công thức này để chúng ta sẽ đỡ mất công biến đổi hoặc là đặt cái này. Thì bài số 4 thì một số bài, một số câu nó sẽ giải khác với chương trình của lớp 12 của chúng ta. Vì sao? Bởi vì chào thầy đi, chúng ta sẽ nhớ lại cái công thức mà chúng ta đã học. Chúng ta nhớ lại cái công thức là về nguyên hàm ấy, căn bằng 2 của 1 trừ x bình. Ồ, cái này là cái gì nhỉ? Lâu lâu không tính quên mất rồi. Thực ra là tuần trước vừa làm xong, đâu biết nó bằng cái gì. Nguyễn Hữu Đạt. Phân Không, nguyên hàm trước. nguyên hàm bằng Sắp đi thi đến nơi mà không thuộc công thức này chết rồi. Không biết thì nó gọi người khác vậy. Trần Quang Duy. Công thức này nguyên hàm cơ bản cũng không thuộc. Cái bảng nguyên hàm, đạo hàm cơ bản là phải đặt ở trước mặt. Hai cái bảng quan trọng như thế mà không biết ra. Nguyên hàm và đạo hàm cơ bản.
là phải đặt ở trước mặt. Nó khác ở phổ thông ở cái công thức này, công thức ở phổ thông không có cái công thức này. Trần Quang Duy có không? Không có. Vắng. Nguyễn Quỳnh Anh có thầy ơi. Có là em gì đấy, em tên là gì đấy? Trần Quang Duy ạ. À, thế em đọc công thức này. 1/2 1/2 căn 2x trên 1 trên 2 căn 1 trừ x bình ạ. Úi giời ơi, thế thì em nhầm thành cái đạo hàm của cái này thôi. Không phải đâu. Cái này nó ra là arc sin của x cộng với c. Giờ lại công thức đạo hàm đi. Nhìn lại xem đạo hàm nhé. Ai nhớ được là arc sin của x đạo hàm cái gì? Chết thì. Arc sin x đạo hàm cái gì? 1/(x)-1. Ở đây biết được cái này cái thì suy ra công thức ở trên luôn, có gì đâu. Như vậy nguyên hàm của cái này, nguyên hàm của cái này thì nó sẽ ra cái này, có thế thôi, đúng chưa? Tất nhiên cái này có thể biết là trừ arc cosin cộng với c. Cái c này với c này khác nhau nhé, c này là c và c phẩy, được chưa? Thế rồi, thế như vậy là cái bài này chúng ta không cần phải đặt ở phụ, không cần phải đổi biến phụ. Nhưng mà trong chương trình lớp 12 bắt buộc phải đổi. Bởi vì người ta không học cái hàng axin, acos. Hiểu chưa? Cho nên là lớp 12 thì lại giải theo khác, còn chúng ta thì lại giải khác. Thôi bí quá không có thì chúng ta sẽ đặt x bằng sin của t nhá. À, nếu bí quá, đây là như vậy, bây giờ là nếu như thuộc công thức rồi thì một dòng là xong. Đấy. Nếu như mà thuộc công thức rồi thì một dòng là xong, tức là không cần phải đổi biến. Thì như vậy bây giờ mình làm cách 1 nhé. Nguyên hàm từ 0 đến 1/2 dx chia cho căn bậc 2 của 1 trừ x bình bằng arc sin của x cận từ 0 đến 1/2, à, không có cộng với c với bắt thay vào arc sin 1/2 trừ đi arc sin 0, bấm máy như sau. Sin này. Sin này. Sin rồi, màu đỏ mà hai cái mắt sin sin này, 1/2 ở đây sẽ 1/2 đóng ngoặc trừ đi sin sin 0. Đây là thầy muốn các em bấm chứ còn thầy giáo thuộc công thức rồi, thầy giáo thuộc cái này nó bao nhiêu rồi. Xin không thích đóng ngoặc, đóng ngoặc đóng ngoặc bằng nó ra được, nó mặc định 30 độ, 30 độ là pi trên 6 đấy. Xong ngoài này là bằng pi trên 6 bởi vì đang đổi, đang để đơn vị là độ. Arc sin của pi trên 1/2 là bằng pi trên 6, arc sin của 0 bằng 0. Kết quả bằng pi trên 6. À, đấy là cách thứ nhất, là nếu như chúng ta học thuộc công thức tính rất dễ dàng. Còn nếu cách thứ hai là chúng ta làm theo chương trình lớp 12, là chúng ta sẽ đặt x bằng sin của t. À, t ở đây thì do đây nó nằm dưới mẫu t, phải cái sin x này là nó phải khác không và khác cộng trừ 1, cho nên t chỉ thuộc vào từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 ngoặc tròn thôi. Thì sau đó thì lấy vi phân hai vế bằng cos x dx, rồi đổi biến đổi cận, x gì mà bằng 0, x gì bằng 0 chúng ta thay vào ô chết là 1/2, x bằng 0 ta thay vào thì sin của x bằng 0 ấy, thì sin sin 0 bằng thì 0, còn x mà bằng 1/2 thì sin 1/2 bằng thì nó sẽ ra là pi trên 6. Đấy, tiếp tục. Như vậy là cái căn bậc 2 của 1, căn bậc 2 của 1 trừ x bình sẽ bằng căn bậc 2 của 1 trừ đi sin bình t, sin bình x thì bằng căn bậc 2 của cos bình x. Thì
Theo chương trình lớp 9 thì nó bằng trị tuyệt đối của cos x, nhưng mà vì x thuộc cái miền trên từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 thì cos của nó dương, à cos của nó không âm. Như vậy chúng ta sẽ thay vào như sau. Dx của chúng ta, dx thì nó viết nhầm, dx thì nó sẽ bằng cos t dt, là dưới cũng là cos t cận từ 0 đến mong pi trên 6. Cos t giả nước hết, kết quả cuối cùng là t cận từ 0 pi trên 6 bằng pi trên 6 trừ 0, kết quả pi trên 6 xong. Đấy, lớp 12 thì chúng ta phải giải như thế đó, làm cách 2. Còn bây giờ chúng ta đã có công thức rồi thì chúng ta sẽ làm theo cái cách 1. Đấy là chúng ta đọc một số tài liệu của lớp 12 chúng ta, nhưng vẫn phải giải khác, đọc có chọn lọc là những cái công thức. Rồi, như rõ ràng cách 1 nhanh hơn đúng không? Đấy, một nhanh hơn rất nhiều là do chúng ta có công thức, chứ không phải là ta giỏi hơn họ đâu. Do chúng ta có công thức. Tuy nhiên vẫn phải biết cách thứ hai, bởi vì với câu câu B và câu C chúng ta sẽ không thể làm theo cách 1 được nữa. Câu B và câu C là không thể làm theo cách 1 được. Thì mình đau chết giờ. Bắt buộc phải biết giải cả cách thứ hai, bởi vì cách số 2 như thầy giáo thì nói chung là những cái bài chúng ta nhìn chỉ nhìn đề này, thầy giáo dạy mà thầy giáo giới thiệu rồi phân tích ưu điểm nhược điểm, và có những cái thì có thể giải nhiều cách, có bài chỉ giải một cách thôi. Như câu 2 ngoài đây chúng ta không thể áp dụng cái công thức ở cái câu A được nữa, cho nên là mình phải biết, bắt buộc mình phải biết cách giải thứ hai đúng không? Cách giải thứ hai là chúng ta sẽ đặt x a, bây giờ nó là căn bậc 2 của 4 chữ x thì mình sẽ đặt như thế nào. Trong trường hợp nó là 4 thì ta sẽ đặt x bằng 2 sin t nha. Vì ở đây nó nằm dưới mẫu, tức là x phải khác cộng trừ 2. Cho nên là chúng ta sẽ lấy t nó thuộc vào khoảng thôi, trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Sin thì là thuộc ở trừ pi trên 2 đến pi trên 2, mà cos thì thuộc ở 0 đến pi.
Với cách đặt như trên thì chúng ta cũng sẽ lại tiếp tục dx. Đây là sẽ bằng 2 cos t dt. Vì sao? Bởi vì cái sin t sin t đạo hàm theo t nó là cos t. Rồi. Tiếp tục căn bậc 2 của 4 trừ x bình phương thì chúng ta sẽ là căn bậc 2 của 4 trừ đi 4 sin bình t. Là căn bậc 2 của 4 nhân với 1 trừ đi sin bình t. Thì kỹ thuật này có thể hồi mình học ở cấp 3 mình không được đầu tư kỹ, cho nên có thể nhiều em cũng không rõ. Căn bậc 2 của 4 đưa ra ngoài là 2, còn lại là căn bậc 2 của 1 trừ sin bình t. 1 trừ sin bình t thì là cos bình t. Và theo kiến thức lớp 9, căn bậc 2 của A bình thì bằng trị tuyệt đối của A. À, như vậy tức là như thế này. Nhưng mà vì T nó thuộc cái liền này thì là cos của nó dương, cos của nó dương thực sự chứ không phải là không âm nữa. Cho nên là con này nó sẽ bằng cos T, 2 cos T. Như vậy mẫu đã xử lý xong. Còn trên tử x bình thì nó chính là 2 sin bình. Tiếp tục đổi biến đổi cận. Đổi biến đổi cận một góc nhỏ thôi. Cái x bằng 0 mình thay vào đây. Tức là 0 bằng 2 sin x, 2 sin T. Như vậy t cũng sẽ bằng 0. Và t bằng 1 thì thay vào là sin của x bằng 1 thì thay vào thì là sin của t 1/2. Sin sin 1/2 bằng như vậy là pi trên 6. Đấy, cận từ 0 pi trên 6. Tiếp tục mình đang thay từ từ nhé. X xì bình phương dx chia cho căn bậc 2 của 4 trừ x bình sẽ được xử lý như sau. X bình phương ấy, x bình phương thì là 2 sin t tất cả bình. Thế dx thì là gì? 2 cos t dt. Thế ở dưới mẫu là gì? Ở dưới mẫu thì là 2 cos t. Đấy mình vừa biến đổi đây, đấy chính là dưới mẫu. Cận từ 0 đến 1 thì bên này sẽ là cận từ 0 đến pi trên 6. Mình giả nước đi thì cuối cùng chỉ còn 2 lần sin bình t thành 4. 4 sin bình t. Đến đây thì phải sử dụng phương pháp hạ bậc. Sin bình t thì sẽ bằng 1 trừ đi cos của 2t tất cả trên 2 nhân với 4 thì như vậy còn 2 lần. Và đến đây thì ra nguyên hàm lượng giác rất đơn giản, chúng ta tự tính nốt đoạn cuối. Đấy, cái kỹ thuật biến đổi nó rất đơn giản, chúng ta luyện tập nhiều nó sẽ quen. Kiểu gì vẫn phải thuộc cái bảng nguyên hàm cơ bản, uy tín gọi là cơ bản cuối cùng là phải dùng đến nó.
Được rồi, cần tính nốt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp theo là ý D. Ý D à, thì để xử lý được ý D thì chúng ta ý D, ý E và ý F mà chúng ta sẽ có như nhau. À, tuy nhiên trước hết thì sẽ nhắc lại chúng ta cái công thức ngày trước đã. Nguyên hàm của DX chia cho 1 cộng X bình. Cái này nó bằng cái gì? À, xin mời Nguyễn Quỳnh Anh. Bằng cái gì? Em thưa thầy, nó bằng arc tan x cộng với c ạ. Arc tan x cộng với c. Rồi, thì bây giờ nếu như nó lại không phải như thế, nó là dx chia cho 4 cộng x bình thì chúng ta sẽ xử lý kiểu gì? Nó sẽ xử lý kiểu gì? Đang của 1/4 căn cứ ở đâu làm được như thế, mình gọi là bứa đoàn đúng không? Em có biết bứa đoàn là gì không? À, bứa đoàn là gì có biết không? À biết ạ. Là cái gì ạ? Là đoán bừa đúng không? Cái này thì như sau, mình làm để cho nó giống như cái trên thì con này là con 4, trong khi trong này nó chỉ là con 1 thì mình sẽ phải chia tất cả cho 4, tức là chia tất cả cho 4. Như này, có thể đặt con 4 ra ngoài được, ở trong sẽ là 1 cộng x bình trên 4. Đấy. Thì như vậy chúng ta sẽ viết được ra là dx chia cho 4 nhân với 1 cộng x trên 2 tất cả bình. À, như vậy chúng ta sẽ viết là d của x trên 2. Còn lại là hai lần thôi. 1 cộng với x trên 2 tất cả bình. Bây giờ giống như cái trên chưa? Đặt 1/2 ra ngoài. Như vậy kết quả sẽ bằng 1/2. Nhìn thấy nó biến đổi xong mà bắt chiếc. 1/2 arc tan của x trên 2 cộng với c. Nhìn thấy chưa? Đấy. Nó như thế. Mà cái bài này như thế là thầy giáo đã hướng dẫn xong rồi đấy. Thế nếu như mà trong tương tự, trong trường hợp tương tự thì cái này nó có cái dx căn bằng 2 của 4 trừ x bình, chúng ta cũng sẽ dùng thủ thuật như trên. Tức là chúng ta cũng sẽ đặt 4 ra ngoài. Ra ngoài thì ở trong còn lại là 1 trừ x bình trên 4. Nhìn thì nó biến đổi sau bắt chiếc nhá. Thì cái căn 4 thì đưa ra ngoài thì là 2. À, 1 chia trừ đi x trên 2 tất cả bình phương. Thì như vậy chúng ta sẽ ra là d của x trên 2 chia cho căn bằng 2 của 1 trừ x trên 2 tất cả bình phương. À, như vậy nó sẽ ra arc sin của x trên 2 cộng với c. Không tin chúng ta lấy arc sin của x trên 2, lấy đạo hàm thử xem. Arc sin của x trên 2 đạo hàm. Arc sin u đạo hàm bằng arc sin x thì đạo hàm 1 chia cho căn 2 của 1 chia căn 2 của 1 trừ x bình. Arc sin u sẽ đạo hàm là căn 1 chia căn 2 của 1 trừ u bình xong nhân u phẩy. U phẩy 1/2, chúng ta ra kết quả nha. Đấy, cái kỹ thuật biến đổi như thế thì cứ thế mình áp dụng vào thôi. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng vào làm câu D này.
Sợ làm phải hiểu câu D rồi thì mới làm được câu E. Câu E nó tương tự. Xin mời. Thầy giáo điểm danh tiếp nhé. À, Phùng Phú Đức. Có. Mạc Quang Phong. Có. Rồi rồi. Có. Mạc Quang Phong. Có. Lý Bá Thiện. Lý Bá Thiện. Em có đây rồi. Nguyễn Công Hoan. Có. Mai Văn Mạnh. Rồi rồi. Đinh Thị Hồng Nhung. Dạ có ạ. Nhung hôm nay có hiểu bài không? Có ạ. Có thì chuẩn bị làm cho thầy câu E nhé. Cô ấy hả cơ? Ừ. Hoàng Thị Vâng. Hằng. Nguyễn Trần Bình Minh. Ừ đúng rồi, Nguyễn Trần Bình Minh. Có. Vũ Tiến Dũng. Nguyễn Mạnh Quân. Có. Đoàn Thị Hồng Hải. Có. Lê Thanh Tùng. Có. Nguyễn Thị Thùy Trang. Nguyễn Văn Dũng. Có. Nguyễn Quốc Khánh. Có. Tô Thành Lộc. Có. Nguyễn Ngọc Cương. Có. Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc 40240. Thầy bạn đứng giờ ra ngoài không 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 nhắn nữa cho Cái gì cơ? bà ấy vừa ra ngoài, bà ấy vừa ra ngoài có việc tí ạ. Mai Văn Tuấn. Có. Nguyễn Vũ Hoàng. Có. Hoàng Văn Huy. Có. Nguyễn Đức Mạnh. Có. Đặng Thành Công. Có. Nguyễn Lam Trường. Có. Nguyễn Thiên Lộc. Em có. Trần Việt Hoàng. Trần Việt Hoàng. Vắng. Trần Công Đức. Có. Giờ lý thuyết dạy đến đâu em? Đức. Dạ. Giờ lý thuyết môn giải tích học đến đâu rồi? Từ cho em trở lại học đến Hút kết, anh này ghi chép à, là đạo hàm riêng, đạo hàm riêng cấp cao. đạo hàm riêng cấp cao. Hôm qua học à, từ đại từ tiểu với cả định thức ạ. Ừ rồi, cảm ơn. Phạm Thái An. Đỗ Xuân Cường. Có. Nguyễn Thị Phương Trinh. Có. Trinh như vừa vào sao nhỉ? Đâu thầy, em học đâu mà. Đoàn Tuấn Khang. Có. Bùi Đức Thuận. Có. Nghiêm Xuân Quang. Có. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mới áp dụng vào câu D nhé. Câu D thì chúng ta phải làm được câu D trước thì ta mới hiểu được câu E. Câu D này chụp lại hình nhé. Rồi.
hay là làm là câu D thì mới hiểu được. Tức là cái câu D nó sẽ là sự kết hợp, à, câu E nó là sự kết hợp của cái phương pháp thêm bớt hoặc là phương pháp đồng nhất hệ số. À, ở đây thì là tích phân từ 0 đến 3 của dx chia cho x bình cộng với 3. Thì mình sẽ đặt 3 ra ngoài. Thì ở trong sẽ là còn 1 x chia cho căn 3 tất cả bình dx cận từ 0 đến 3. Thì tất nhiên mình có thể đặt đặt phụ là đặt t bằng x chia cho căn 3 hoặc là làm luôn. Thôi, nếu em nào không quen thì đặt x bằng t bằng x trên căn 3. Còn nếu không thì sử dụng phương pháp nhân thêm như sau. Dx thì mình sẽ viết là dx chia cho căn 3. Như vậy mình chia cho căn 3 thì phải nhân thêm căn 3 thôi. Đấy, thế thì nó sẽ là 1 trên căn 3 cận từ 0 đến 3 d của x chia cho căn 3. Đấy là trong đầu mình không đặt phụ thì mình phải làm như thế. 1 cộng x trên căn 3 tất cả bình. Đây nó có dạng là du chia cho 1 cộng u bình. Đấy, thế thì nguyên hàm của nó chính là át tan của u, đúng không? Như vậy kết quả cái này nó sẽ ra là gì? Hình dung trong đầu như thế, như vậy là 1 trên căn 3 át tan của x trên căn 3 cận từ 0 đến 3. Mình thay vào át tan 3 trên căn 3 thì là căn 3 trừ đi át tan của 0, đóng vào ngoặc. Thế còn biết bấm át tan như nào không? Át tan đơn giản thôi là shift tan nhé, shift này tan này căn 3 này. Đóng ngoặc, đúng là hai đóng ngoặc, trừ đi này át tan của 0 là shift tan 0 đóng ngoặc bằng 60 độ, tức là pi trên 3. Tại vì thầy giáo chưa đổi đơn vị mà, bây giờ mình có thể đổi đơn vị bằng cách là ấn vào phím shift setup. Shift setup. Nhưng đây nó có đơn vị radian là số 4. Đấy, thế thì bây giờ là bấm lại như trên nhé. Arc tan của pi trên 3 này, shift này, tan này của căn 3 này. Đóng ngoặc này. Trừ đi này, shift này, tan này, 0 đóng ngoặc bằng. Một đứa chết. À, nó lại không, nó lại tính radian là pi trên, vừa lại là pi trên mấy nhỉ? Cái này là pi trên 3, cái này là 0. À, nó còn có 1. Rồi. Như vậy là bằng 1 trên căn 3 arc tan của pi trên 3, à, căn 3 thì ra pi trên 3. Arc tan của 0 là 0. Kết quả là pi trên 3 trên căn 3 và bài toán được giải quyết xong. Thế bây giờ đến cái câu E. Câu E vừa lại giao cho đồng chí nào không nhỉ? Mình giao cho đồng chí Đinh Thị Hồng Nhung làm tiếp câu E. Dạ. Thưa thầy, câu E thì em sẽ tách là tích phân từ 0 đến 1. Mở ngoặc của 1 trên x bình cộng 1 trừ cho 1 trên x bình cộng 2 tất cả dx. Đúng không đấy? 1 trên x bình cộng 1 nhân 1 trên x bình cộng 2 dx. Rồi, xong tiếp tục. Xong tiếp tục là tính... À, nhưng làm nào ra được như thế? Là tách cái... tách ra ấy thầy. Tách bằng cách nào? Thì mình lấy mình lấy cái bình phương này này, mình đặt đằng trước này, mình đặt cái này đằng sau này. Hai thằng này nó trừ cho nhau bằng 1 thì không hề cân bằng hệ số nữa. Em nói thế các bạn nó làm sao hiểu được?
cái trong trường hợp mẫu trên tử này là hằng số thì mình sẽ lấy cái lớn hơn trừ đi cái bé hơn, mà nó ra hằng số bằng 1 rồi thì thôi không phải cân bằng nữa. Đấy, đấy là phương pháp thế bớt. Bây giờ thì sẽ nối tiếp vào cái đoạn của em và sau đó làm giống câu D là xong, đúng chưa? Vâng. Ừ, cảm ơn. Đây đến đây nhá, thì chúng ta sẽ lấy ra chia ra thì nó sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 của lấy cái này chia ra thì là 1 chia cho x cộng x bình cộng 1. Cái này chia cái này là 1 chia cho x bình cộng 2. Như vậy chúng ta sẽ tách ra thành hai cái, đó là từ 0 đến 1. Dx chia cho 1 cộng x bình, cái này quen thuộc nhá. 0 đến 1 dx chia cho 1 2 cộng x bình. À, cái này có phải là cái câu này làm dấu câu D, còn cái này nó là công thức cơ bản thôi. Thế là xong. Ui giời, cứ tưởng cái gì. Xong rồi. Tự làm nốt. Đấy, nó có thế này, có cái gì đâu lằng nhằng. Rồi, sau đây sẽ là phương pháp tính tích nguyên hàm từng phần, tích phân từng phần. Thì công thức của nó cũng tương tự như trong cái phần nguyên hàm, cho nên là chúng ta có thể áp dụng luôn vào trong bài. Thưa đưa được đây. Em là ai? A40240 Nguyễn Ngọc. Kiểm danh qua rồi không có thì là vắng rồi này. Sao bây giờ mới điểm danh? Bây giờ mới vào ạ? À? Em vừa ngoài về một lúc. À, bạn em nó điểm danh nó bảo là em vừa ra ngoài. Một lúc hay là bây giờ mới vào? Vừa ra 15 phút rồi. Ừ. Ăn sau ra ngoài phải xin phép nhắn tin cái là được. Thầy em có việc ra ngoài. Không nhắn rồi. Nhắn rồi à? Trên này không. Có nhắn không? Ồ, trên này không nhắn được vậy ạ. Trên nào nó không nhắn được? Trên trời à? Thầy không hiểu mở phần nhắn. Thầy khóa phần nhắn. Khóa đâu các bạn nó vẫn nhắn mà. Không mà thầy khóa phần nhắn ra rồi. Thế à? Anh nhỉ? Đã giải biết khóa đâu cả. Thế là nó tự khóa. Thấy sinh viên mà lười lười nó tự khóa vào, cứ thầy có khóa đâu, thầy hết sức thoải mái. Rồi bây giờ ta làm bài 4 này, bạn của em bảo hộ rồi, thầy giáo đánh dấu là có rồi nhé. Mời em phải cảm ơn bạn đấy chứ, chứ thầy điểm danh xong rồi thầy không điểm lại đâu. À, bây giờ chúng ta sẽ làm bài 4 câu thứ nhất. Nó tương tự như phần nguyên hàm thôi, nhưng mà nó có cận thì chúng ta thay luôn vào.
câu kia thì nó là nguyên hàm từng phần nó vất vả hơn, còn tách ra chung là sin 1x thì chúng ta tính không nhầm, mà sin 2 3x là chúng ta rất dễ bị nhầm và rất dễ bị mắc bẫy của người ta nhá. Bây giờ mình sẽ đặt u bằng x và dv bằng sin x d sin 2x d. Thì như vậy du chúng ta sẽ bằng dx, còn v chúng ta sẽ bằng trừ 1/2 cos của 2x. Nhớ ở chỗ này từ đây là lấy nguyên hàm, một nguyên hàm thôi. Từ đây sang đây lấy đạo hàm là vi phân, hai cái là hai cái toán đảo ngược. Vi phân thực ra vi phân nó sinh ra từ nguyên hàm từ đạo hàm, mà bởi vì d của y thì bằng y phẩy nhân dx, cho nên là vi phân nó cũng liên hệ mật thiết với lại đạo hàm, còn ở dưới là nguyên hàm, tìm một nguyên hàm thôi, không cần phải tìm nhiều. Rồi áp dụng công thức nguyên hàm từng phần thì chúng ta sẽ có nguyên hàm từ 0 đến pi trên 4 x sin 2 thì nó bằng u nhân v đây trừ 1/2 x cos 2x cận từ 0 đến pi trên 4. Hai cái này nhân với nhau là trừ trừ thành cộng 1/2 nguyên hàm từ 0 đến pi trên 4 cos 2x dx. Đấy, thay số vào là xong. Tự tính nó là cuối đúng không ạ? Nó cũng không khó khăn gì, chúng ta cứ thạo được cái nguyên hàm, phương pháp nguyên hàm từng phần là chúng ta sẽ tính được cái này thôi. Đấy là ví dụ câu A, thì tương tự như vậy chúng ta sẽ làm câu E, à, câu G và câu H. Câu G và câu H. F và H. F và H. Câu F và câu G làm giống nhau, câu H làm khác chút. Cái gì đồng chí nào định xung phong đấy mà câu F câu G làm giống nhau, câu H làm khác một chút. Làm nhiều dạng cái lúc thi trắc nghiệm nó cho kiểu nào mình cân được hết. Thì đối với câu F và câu G thì như vậy là chẳng hạn như là câu F, câu G làm tương tự. Trong trường hợp nó có E mũ thì mình sẽ đặt cái E mũ D thì nó sẽ bằng DV. À, như vậy trong bài này chúng ta sẽ đặt U bằng X trừ 2, còn DV thì bằng E mũ 2X DX. Như vậy du sẽ bằng
dx và v sẽ bằng 1 phần 2 e mũ 2x. Như thầy giáo đã nói rồi, thực chất là chúng ta tìm v này bằng nguyên hàm của e mũ 2x dx, nhưng mà lấy một nguyên hàm thôi chứ không phải lấy cả họ. Cái gì đó hàm bằng e mũ 2x thì phải là 1 phần 2 e mũ 2x. Nếu rất nhiều bạn không hiểu từ đây sang đây là một cách nào, chỉ cần tìm một nguyên hàm, đáng nghĩa là tìm một cả họ, nhưng chỉ cần lấy một thằng đại diện là được, thằng nào cũng được, thay vào công thức đều đúng hết. Rồi, sau lắp vào công thức trên nhé, UDV là 0 đến 1, x trừ 2, e mũ 2x, dx. Chúng ta thay vào thì chúng ta sẽ được là 2 thằng 1 phần 2, x trừ 2, e mũ 2x, cận từ 0 đến 1. Tiếp tục hai thằng này nhân nhau, 1 phần 2, nguyên hàm của 0 đến 1, tích phân của e mũ 2x dx. Thế thì cái gì đạo hàm bằng e mũ 2x thì phải là 1 phần 2 e của 2 mũ 2x. Nhớ đạo hàm thì nhân tích phân thì phải chia mà. Đạo hàm thì mình nhân với 2 lần, bây giờ tích phân mình sẽ chia. Cái này để nguyên, như vậy cái này sẽ là trừ 1 phần 4 e mũ 2x cận từ 0 đến 1. Các bạn, các em thay số vào nốt là xong. Rồi, thế là xong nhé. Câu G làm tương tự câu F. Bây giờ là câu H. Câu H và câu Y làm gần gần giống nhau. Thầy giáo gợi ý nốt hai câu này. Làm nhiều vào, làm nhiều dạng vào thì nó không sợ, thì trắc nghiệm kiểu gì mình cân hết. Từ hồi mà Covid thì tự nhiên là mình phải bắt buộc phải khỏe, không khỏe không được. Chỉ có biểu hiện ốm sốt nghe là rất nguy hiểm, người ta sẽ đặt nghi ngờ. Khỏe mạnh ra tự nhiên con người nó có sức đề kháng, ý thức trong con người nó tốt hơn hẳn. Đối với trường hợp mà có logalepe thì như chúng ta đã biết là logalepe chúng ta phải đặt ở U, và DV thì chính là x dx. Như vậy DU thì nó sẽ bằng dx trên x. Logalepe của x đạo hàm 1 trên x. Còn cái này thì mình phải lấy nguyên hàm. Cái gì đạo hàm x thì là x bình trên 2. Thế thôi. 1 đến e x lên x dx thì bằng U nhân V này. Như vậy là x bình trên 2 lên x cận từ 1 đến e trừ đi hai thằng này nhân với nhau thì x bình ở trên với lại x mũ 1 ở dưới ta đưa đi, thì còn x dx trên 2 cận từ 1 đến e. Cái gì đạo hàm bằng x trên 2 thì nó là x bình trên 4. Như vậy nó sẽ ra như này. Tự thay số thôi, thế là xong. Đấy, chỉ có thế thôi. Tự tính nốt đoạn cuối nhé. Chú ý là cái video bài giảng hôm nay được ghi lại âm thanh hình ảnh rất rõ ràng, cho nên nếu như chỗ nào chúng ta nghe chưa rõ chúng ta có thể xem lại. Sau khi thầy giáo đưa lên kênh thành công, thầy giáo sẽ gửi link lại cho nhóm chúng ta xem. Học nữa, học mãi, đúc học lại. Mà thật ra là nếu như mà chúng ta vẫn chưa rõ, chúng ta có thể xem đi xem lại nhiều lần mà chẳng có gì cả. 5 lần, 7 lượt. Đấy, câu này xong rồi đấy. Tự tính nốt đoạn cuối. Thế trong trường hợp câu Y thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật như sau. Cứ nói cả dễ cả khó, không toàn nói cái dễ. Chúng ta lại biết x thì bình phương ấy, thì x bình phương nhân với x ấy, x bình phương trừ x ấy, thì nó là x nhân với x trừ 1. Với điều kiện là trên cái miền 2 đến 3 này thì là x cái dương, cái này dương, cái này cũng dương tiếp. Cho nên là loga lepe của một tích thì bằng tổng các loga. Như vậy chúng ta sẽ tách ra thành như sau. Tích phân từ 2 đến 3 len x cộng với len của x trừ 1. Như vậy sẽ tích ra thành hai cái, 2 đến 3 len x
cộng 2 đến 3 len của x trừ 1 đến. Câu này tính giống câu h, câu này tính giống câu h. Đặt u còn dễ hơn ở trên. U là bằng log lib của x, còn v dv là cái còn lại. Thế nhá, tự tính nốt. Các em thân mến, như vậy là bài học hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu như chúng ta xem mà có cái gì không hiểu thì chúng ta có thể comment ở phía dưới, thầy giáo có thể giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bài học ngày mai. Xin chào các em.